Dạ vâng, thưa chào, xin kính chào ông và xin chân thành cảm ơn ông đã cho phép chúng tôi có một cuộc nói chuyện hôm nay về vấn đề lịch sử cũng như những cái tiến trình phát triển của đạo Cao Đài. Xin ông cho biết tên, ông sinh quán ở đâu và hiện đang cư ngụ tại đâu? Tôi là tên Trịnh Quốc Thế, hiện tại đang cái đạo trong đạo Cao Đài. Quê tôi ở Tây Ninh, Việt Nam, và hiện cư ngụ tại Houston, Texas. Cảm ơn bác. Lúc bác nói cứ thầy nói thầy cứ nhìn con. Thưa thầy, thì đạo Cao Đài của mình thành lập ở Tây Ninh vào quãng thời gian nào và cái lịch sử của nó như thế nào thưa thầy? Đạo Cao Đài được chính thức khai đạo ngày rằm tháng 10 năm 1926. Về lịch sử đó thì đạo Cao Đài đó được các đấng vô hình qua quyền diệu của Cơ Bút quy động một số vị triệt khai đại đạo mà thành lập, hướng dẫn thành lập tất cả các cái hệ thống tổ chức về luật pháp của đạo cũng như các kinh sách, tất cả những cái chân truyền đó được ơn trên cho qua Cơ Bút, thậm chí cho cái tòa thánh Tây Ninh khi mà xây cất đó cũng do cái quyền diệu Cơ Bút ơn trên vận chuyển để về mẫu, về cái hình tướng, về cái sơ đồ xây cất thì cũng do là Cơ Bút vẽ ra, và các vị triển khai đại đạo chỉ cần theo đó mà xây dựng. Bây giờ có cái tòa thánh rất là uy nghi và hết sức là đặc biệt ở tại tỉnh Tây Ninh. Thưa thầy, thì ai là người khai sáng và chính là thì đạo của mình đó là cái mục đích là gì ạ? Thì cái mục đích của đạo Cao Đài đó thì là căn cứ vào cái bác ái và công bình làm nền tảng và xây dựng cái nền đại đạo, đó là thực hiện cái bác ái công bình trong cuộc sống, ngay trong cuộc sống, chỉ lấy cái tình thương, cái tinh thần phụng sự tha nhân, đó là những cái điểm mà cái người tín đồ Cao Đài coi như là chân truyền, coi như là phải nương theo đó để mà hòa mình vào cái xã hội, hòa mình vào cái cuộc sống và hướng đến làm thế nào để đạo đời tương đắc, để cùng nhau mà kết hợp nhau để mà phụng sự quê hương, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân loại, không phân biệt màu da sắc tộc, cũng không phân biệt tôn giáo. Vì đạo Cao Đài đó là cái mục đích là quy nguyên tam giáo, hiệp nhất ngũ chi, tức là tất cả, nói vắn tắt là tất cả những cái tôn giáo có trước từ xưa tới nay cũng nằm ở trong cái hệ chân truyền của đạo Cao Đài. Và đạo Cao Đài đó được ơn trên chỉ dẫn rất là quyền diệu, vẽ trong việc vẽ cái thiên nhãn để tượng trưng cho Thượng Đế và thờ bằng cái thiên nhãn. Bởi vì Thượng Đế không có hình tướng mà phải chỉ cần cái biểu tượng. Lẽ ra Thượng Đế nói rằng thầy thì không có hình tướng, nhưng mà để cho các con dễ có một cái điểm tựa trong đức tin thì bây giờ thờ thiên nhãn. Thì đối với thiên nhãn, đối với con đó là cái thần lương tâm,
và thầy đến với con cũng bằng cái lương tâm của càn khôn vũ trụ về phía con, và cái đại pháp của đạo Cao Đài là thiên nhân hiệp nhất, tất nhiên là trời và người hiệp một. Khi mà làm hành đạo, khi mà làm bất cứ cái gì đó thì các con tận nhân lực, thì thầy sẽ dùng cái quyền diệu của thầy kết hợp để cùng làm cái việc đó, cùng chung làm cái việc đó. À, thưa thầy, vị khai sáng là ai? Đầu tiên đó thì có ông Ngô Văn Chiêu làm việc cho thời Pháp thuộc đó, nên chính phủ thời Pháp thuộc làm, hình như là làm cầm đầu quận hay tỉnh gì ở đảo Phú Quốc. Rồi khoảng năm 1921 đó thì ngài nằm thấy thiên nhãn đến với ngài, thiên nhãn mà chúng tôi đang thờ đến với ngài. Ban đầu thì ngài sợ lắm, ngài thấy thiên nhãn ngài sợ lắm, nhưng mà lần cứ cho thấy hoài, rồi lần quen, rồi ở trên mới chỉ dạy ngài là lấy cái thiên nhãn đó để mà thờ, tượng trưng cho thượng đế để mà thờ phượng. Thưa thầy, thì đạo Cao Đài mình kết hợp với hai chữ cao và đài, thầy có thể cho biết là tượng trưng như thế nào, chữ cao có nghĩa là gì và đài có nghĩa là gì? Đài, Cao Đài đó là một cái đài cao, một cái đài cao tột cùng, mà nơi đó là nơi ngự của thượng đế. Ở tại cái tòa lầu đài ở Thiên Nhiên mà gọi là hình ảnh gọi là Bạch Ngọc Kinh, và cái tòa thánh đó, cái tòa thánh Tây Ninh đó, được theo cái mẫu mực của Bạch Ngọc Kinh ở trên thượng giới đó, thu nhỏ lại là làm cái hình tượng đó. Do đó mà khi mà các tòa thánh Tây Ninh là do ở trên đó, qua huyền diệu cơ bút vẽ ra, người ở dưới này thì kết hợp để mà làm. Thưa thầy, nãy thầy có nói đến hai cái câu con không biết phải nói nữa, là câu kinh mà cao có bắt đầu là chữ cao và câu thứ hai bắt đầu chữ đài. Thì hiện tại cái tòa thánh Tây Ninh, các cái cổng của tòa thánh Tây Ninh, cổng tam quan cũng như là các cái cổng của tất cả các thánh thất, mấy trăm cái thánh thất mà có ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại đó, đều phải viết hai cái câu đó bằng chữ nho. Một cái câu đó đối, hai câu đối là cao thượng trí tôn đại đạo hòa bình dân chủ mục, rồi cái câu đối nữa là đại tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự vô nguyện. Thầy có thể giải nghĩa hả? Cái câu đó thì trên cái thượng giới đó, Đức Chí Tôn khai mở cái nền đạo là lấy cái mục tiêu đó là hòa bình và dân chủ, và ai đồng theo cái chuyên ý thì sẽ cùng chung hưởng cái tự do quyền, cái quyền tự do. Đó là những cái tiêu đề hết sức đặc biệt và mới mẻ đối với một tôn giáo từ xưa tới nay. Thưa thầy, thì thời Pháp thuộc đó, đạo mình có được tự do phát triển hay như thế nào không? Thầy có thể cho biết. Thời Pháp thuộc đó thì đạo Cao Đài đó bị khủng bố tối đa, cũng giống như thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. Những cái vị lãnh đạo của đạo Cao Đài lúc bây giờ đó thì thường là bị khủng bố, bị hâm dọa đủ thứ hết, thậm chí cho
cái vị mà lãnh đạo tối cao của cao đài lúc bây giờ là Đức Phật Pháp Phạm Công Tắc, cũng và một số 7-8 vị chức sắc cao cấp thời đó đều bị bắt và đài ra hòn đảo Madagascar ở Phi Châu 5 năm 2 tháng do cái biến cố đặc biệt về chính trị lúc bây giờ, họ mới các vị đó mới được thả về. Có được chắc chắn là có bị ngăn cấm, nhưng mà có cách nào để hành đạo, bởi vì ngôi thánh thất cao đài mà lớn cũng như là biểu tượng cho đạo đó được xây cất vào thời Pháp thuộc, phải không? Cái nói chung là với người dân, với giáo hữu, với đạo hữu cao đài thì dưới thời Pháp thuộc thì họ bị cấm đoán như thế nào? Thì họ cũng vì cái xã hội Pháp đó, chính phủ Pháp đó thì cũng làm chính phủ hữu thần, tức là cũng có cái tự do thờ phượng cúng kiến là mở các tôn giáo. Nhưng mà đối với thuộc địa như ở Việt Nam thì dĩ nhiên là khi mà họ nghi ngờ là có thể làm chính trị, có thể là đổ họ, cho nên họ cũng kiểm soát rất là gắt gao và hạn chế tùy theo cái ông mà toàn quyền đại diện cho chính phủ Pháp lúc bây giờ đó, ông thì có thể là rất là gắt, còn có ông thì cũng là người ta cũng tôn trọng rất nhiều cái tự do. Thành ra cái thời đó thì hành đạo cũng gặp khó khăn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Thưa Thầy, hồi đó đạo của mình có vũ trang để mà chống lại Pháp hay như thế nào? Thầy có thể nói về vấn đề đó không? Tôi có thể nói về đạo cao đài đó, khoảng 1940 mấy đó, thì có thành lập cái quân đội cao đài. Trong cái lúc mà Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam mà tôi biết đó, thì người Pháp còn ở đó và dĩ nhiên không có cảnh sát, không có quân đội mà để mà bảo vệ an ninh đó. Cũng như bên trong rừng thì Việt Minh cũng không có cái tổ chức để mà giữ an ninh trật tự. Vì thế cho nên người dân lúc bây giờ rất là khổ sở. Có thể nói là ban đêm thì trốn Tây, ban ngày thì trốn Cộng sản Việt Minh, lúc đó là Việt Minh. Cho nên còn nếu mà làm ăn có lúa gạo thì bắt buộc phải đóng thuế, phải giao cho họ, nhất là bên Việt Minh họ cần. Thành ra người dân sống rất là khổ sở và không có an ninh trật tự, trộm cướp thì rất là nhiều. Do đó thì Hội Thánh Cao Đài mới cho tổ chức cái quân đội, gọi là cái quân đội với tiêu đề là Bảo Sanh Nhân Nghĩa Đại Đồng, tức là lo bảo vệ cái người dân. Việt Minh cũng không có dám làm quá, mà Pháp cũng không có dám làm quá. Do đó người dân được thì cũng đỡ khổ hơn là trước khi có. Thì cái quân đội cao đài lúc đó đó được tổ chức thành một cái châu vi, giống như là cái áp chiến lược sau này của thời Hưng Diệm vậy đó. Tức là họ đóng đồn, đóng bó đó để mà hàng ngày để giữ an ninh cho dân làm ruộng. Ở Tây Ninh đó, thì ruộng cũng nhiều, thành ra bảo vệ an ninh. Đến khi mà qua biến cố năm 1954 đó, thì miền Nam được giao cho cụ Ngô Đình Diệm đó, với chính phủ Ngô Đình Diệm là đệ nhất Cộng hòa đó.
Thì lúc đó có quân đội, có công an, cảnh sát thì nó để bảo vệ an ninh đó. Thì quân đội cao đài đó được lệnh đó là quốc gia hóa, tức là người lính của đạo cao đài đó muốn tiếp tục đi theo cái đời sống quân nhân đó, thì chính phủ Diệm cũng chấp nhận. Và nếu mà muốn về giải ngũ đó thì cũng được giải ngũ. Thành ra nói tóm lại, của quân đội cao đài mà lập ra là để bảo vệ an ninh cho người dân. Như vậy vì cái lý do đó mà có thể nói là quân đội cao đài phải đánh với cả hai cái group khác nhau, một bên là người Pháp, một bên là người Minh, hay như nào thầy có thể nói cho biết? Thì với cái trách nhiệm đó, thì khi mà Pháp mà xâm phạm đến người dân đó thì quân đội cao đài phải can thiệp, hay là Việt Minh cũng thế. Thì chắc có lẽ người dân Việt Nam đều biết đó, cái trường hợp của Trung tướng Trịnh Đình Thế đó, cũng là lãnh đạo cái cao đài, lãnh đạo một số quân đội ở đóng đô ở tại núi Bà Đen. Thì cái quân đội đó nó bảo vệ rất là tích cực cái người dân, cũng như là làm cho người Pháp nể nang không đụng tới, và Việt Minh thời đó cũng không dám động tới. Thành ra ở Tây Ninh nó được may mắn, người dân may mắn nó tương đối được bảo vệ tốt về đồng đó. Con hỏi cái kêu cái tiếp là, theo như thầy biết, cái thời Pháp thuộc có nhờ có cái quân đội của cao đài với lại cái hoàn cảnh ở đất nước màu mỡ như thế đó, thì thầy nhìn vào cái đời sống của người dân nó có khá không thầy? Lúc đó thì cũng đủ ăn đủ mặc, tương đối thì nghèo nhưng mà tương đối sống được thì cũng không khó khăn lắm. Khi mà có cái lực lượng bảo vệ cho họ. Thưa thầy, bây giờ con hỏi đến cái giai đoạn kế tiếp đó là thời của Việt Nam Cộng Hòa, Đệ Nhất Cộng Hòa qua ông Diệm đó. Thì ở sách báo của ngoài bên này cũng như là sách báo của bên Việt Nam mà dưới thời Cộng sản Việt Nam giờ, thì họ nói là ông Diệm là một tay khét tiếng về vấn đề, coi như là một người coi như là độc đoán, độc quyền, độc tài, mà coi như diệt hại tôn giáo rất nhiều. Thì cái điều đó nó xảy ra có thật hay không, mà nó xảy ra cho bên đạo cộng sản như thế nào, thưa thầy? Thưa, lúc đó thì như mình nói hồi nãy là trong cái giai đoạn lịch sử, đặc biệt cái người dân mà không được bảo vệ đó, thì không phải riêng cao đài mà đạo Hòa Hảo, Đình Xuyên đều cũng có quân đội, và cũng cái mục đích cũng tương tự như vậy. Đến khi mà ông Ngô Đình Diệm về chắc chắn đó, thì chính sách của họ đó là triệt hạ tất cả cái thành phần chính trị như là Quốc Dân Đảng, Đại Việt Đảng, cũng như là cao đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên đều cũng gặp những cái khó khăn kỳ thị. Không biết rằng cái mục đích của họ để thống nhất như thế nào đó mà họ triệt hạ tất cả cái thành trì chống cộng hết sức là hiệu quả. Trước đó có thể nói là bị triệt hạ hết bằng cách này hoặc bằng cách khác. Còn tôn giáo thì cũng thí dụ như đối với cao đài hay là đối Phật giáo cũng như Hòa Hảo đều là cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa đó muốn như là triệt hạ để cho thống nhất cái quyền hành của họ như thế nào đó. Mà đặc biệt nhất đó là làm cho cái người dân ở miền Nam
nó không đồng ý đó là qua với cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý đó, trước phế Hoàng đế Bảo Đại lúc bây giờ. Khi mà ông Nghiệm nhận cái chức thủ tướng thì do Hoàng đế Bảo Đại trao cho nhiệm vụ để mà lãnh đạo đất nước, nhưng mà lẽ ra đó thì không nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy đó triệt hạ cái ông hoàng đế đó là một thất thiệt. Bởi vì cái thứ nhất đó là người dân đó, lúc đó nó còn rất là ưu ái tới các cái thời kỳ mà có vua chúa đó, cũng như là Nhật hoàng, Anh hoàng, Thái Lan, Campuchia cũng đã được có vua chúa, mà các vị vua đó đó là các vị mà chỉ làm trung gian, khi có biến thì họ sẽ dàn xếp hòa giải để cho đất nước nó đỡ bị phân hóa. Bởi vì người dân chưa có trưởng thành về vấn đề dân chủ, trong cái giai đoạn đó mà mình đi sớm quá, rồi lật đổ một cái hoàng đế bảo đại, mà hoàng đế Bảo Đại đó, nếu mà đối với đất nước Việt Nam nó trên cơ của Hồ Chí Minh thì có thể nói chuyện nhau nó thuận lợi hơn. Còn nếu mà ông Diệm lật đổ Bảo Đại rồi thì đối với miền Bắc, đây là ý kiến riêng của tôi, đối với miền Bắc đó là cái uy tín của ông Hồ Chí Minh có thể là vượt hơn cái ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm một số bậc chiều ở tại miền Nam Việt Nam. Cái điều đó thì riêng tôi rất tiếc phải chỉ duy trì được cái thành phần chống cộng và giữ cái ông Bảo Đại đó là không có, không phải như là vị vua ngày xưa mà tượng trưng, vị vua tượng trưng để mà chỉ làm một số việc hòa giải khi mà trong nước có những cái mâu thuẫn, có cái biến. Thì có lẽ là đó là theo ý kiến riêng của tôi nhận định. Vâng, thưa ông, thì đó là vấn đề chính trị và tôn giáo. Còn về vấn đề đời sống thì ông nghĩ là thời ông Diệm người dân có nghèo khó, có khó khăn lắm không, hay đời sống là sao? Trong cái giai đoạn mà ông Diệm lãnh đạo thời đại nước Cộng hòa đó thì người dân sống rất thoải mái, phải nhìn nhận như vậy, rất là thoải mái hơn là trước rất nhiều. Cho nên về phương diện kinh tế, về phương diện đó không có gì đáng nói, không có gì đáng chê trách phải không? Không có gì đáng chê trách. Thưa ông, thưa thầy, thì sang đến cái thời đệ nhị Cộng hòa thì vấn đề và bắt đầu có mặt của người Mỹ đông đảo vào, thì vấn đề đạo Cao Đài của mình có bị khó khăn gì về vấn đề đạo không, hay là về vấn đề những các cái vị chức sắc có bị khó khăn gì về vấn đề chính trị không? Thì qua cái đoạn đệ nhị Cộng hòa đó, thì riêng đạo Cao Đài tổ tán Tây Ninh đó được tự do hành đạo, chính phủ đó thì họ chỉ theo dõi cầm chừng để canh chừng, có thể cái đó là tự nhiên thôi, để họ nắm vững cái an ninh trật tự này kia nọ. Thì trong giai đoạn đệ nhị Cộng hòa Việt Nam đó, người dân nó cũng sống giống như là thời kỳ đệ nhị Cộng hòa, cũng tương đối cũng tạm được. Thưa ông, có vấn đề mà người Mỹ vào đó nó có ảnh hưởng gì cho văn hóa, chính trị, đời sống kinh tế, cho người dân Tây Ninh nói chung và bên đạo nói riêng không? Dĩ nhiên là cũng có những cái ảnh hưởng về ít nhiều thì nó khác nhau về vấn đề văn hóa,
nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Có một cái điều đó là đáng đáng chia tách đó là người Mỹ đó, họ khi mà họ liên hệ với cái nền đại diện Cộng hòa đó, họ muốn cho miền Nam Việt Nam áp dụng những cái phong, những cái cách lãnh đạo cai trị theo kiểu Mỹ. Mà trong lúc đó đó thì cái người dân Việt Nam không có cái trình độ tương xứng, do đó mà nó có những cái lũng củng. Mà lúc đó chúng tôi thường nói đó là cứ cho cái người dân Việt Nam mặc cái bộ đồ của Mỹ sùng sình, không có dừa. Thật ra có nhiều cái nó cũng không được kết quả lắm. Tuy nhiên thì giai đoạn đó người dân Việt Nam cũng không thay đổi nào. À, thưa thầy, thì khi mà Cộng sản vào đó thì thầy còn nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 lúc bây giờ Tòa Thánh Tây Ninh chuyện gì xảy ra và chuyện gì xảy ra sau đó cho đạo cũng như các vị chức sắc. Sau ngày 30 tháng 4 75 đó thì coi như là cái chính sách của cái chính quyền, cái nhà cầm quyền mới đó, họ muốn dẹp hẳn các tôn giáo, mà trong đó đó họ nghĩ rằng họ dẹp Cao Đài sẽ dễ dàng cũng như là hòa hảo, bởi vì nó không có cái thế lực quốc tế, thời đó nó chưa có cái thế lực quốc tế. Thành ra họ dùng đủ mọi cách để mà giải thể. Thì trước tiên họ giải thể hội thánh và các cái cơ sở đạo, rồi chiếm một số, nó chỉ chừa có cái Tòa Thánh Tinh Linh cũng như là cái Báo Ân Từ, tức là chỗ thờ mẹ Đức Phụ Mẫu đó, mẹ thiêng liêng với giáo tông đường, còn bao nhiêu thì họ chiếm lấy hết. Rồi họ đưa người để, nói chung là đưa người để lãnh đạo theo trong cái tầm tay của họ. Lúc đó nó thì có rất nhiều vị chức sắc cũng như là những người trí thức bị bắt cầm tù cải tạo. Cái cải tạo đó nó khác với cái cải tạo của người quân nhân. Quân nhân nó là khác. Thì lúc đó thì cái đời sống của cái người dân nó rất là điêu đứng, vì cái chính sách của họ nó hoàn toàn xa lạ, mà tôi coi như là một cái chính sách nó bắt nguồn từ ngoại lai, nó khác hẳn với cái phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Cho nên nói về sự đụng chạm về tinh thần đến vật chất mà làm cho người dân hết sức là đau khổ, có thể nói là đau khổ đến tột cùng. Nhưng mà sau gần 10 năm họ thay đổi lần lần, cho đến năm 1986 đó thì họ rút kinh nghiệm, họ thả lỏng ra, chứ không phải không áp dụng như 10 năm mà vô luật lệ, không có luật lệ gì. Họ muốn bắn ai, giết ai, bỏ tù ai gì đó thì tùy theo cái địa phương đó. Rồi sau 10 năm đó thì bắt đầu có cái kinh tế thị trường, có luật lệ này kia nọ. Mặc dầu là cái luật cho đến bây giờ đó, chẳng qua là cũng tùy tiện, cũng nhằm cái mục đích làm sao mà kiềm chế người dân để cho họ bảo vệ cái chính quyền của họ. Cái quan trọng là mục đích đó thôi, chứ không phải là mục đích để mà phụng sự cho cái người dân được no ấm hay là sống hạnh phúc. Tôi không nghĩ vậy, mà để bảo vệ chính quyền thôi. Thưa thầy, thì thầy nói là họ vào đó thì họ lấy hết tài sản, họ đưa người vào. Họ đã làm gì đối với những vị chức sắc? Có ai bị tù đày, bị giết, bị gì không ạ? Cũng
có một số tôi không nhớ rõ nhưng mà cũng cả khoảng 10 người chức sắc bị tử hình. Thì còn nhớ tên hay? Tôi chỉ nhớ một vài tên. Ví dụ như hiện tại Phạm Ngọc Trãn cũng bị xử án tử hình. Đúng không? Tôi không tự nhiên quên. Còn chức sắc mà đi cải tạo đó thì cũng vài trăm người. Người đi tù lâu nhất là bao nhiêu? Trong cái diện đó thì không lâu. Có thể khoảng 5 năm, trung bình là 5 năm. Còn bản thân thầy thì sao? Chúng tôi thì khi tới năm 1977 đó thì đúng tôi còn dạy học, để tôi dạy học cho tới năm 1977 đúng cái ngày 19 tháng 5 sinh nhật Bác Hồ thì hồi vô dây nhà tôi bác đem vào khám đường Tây Ninh đó, nhốt vào đó. Khi mà họ bắt, họ có nói lý do tại sao họ bắt không? Nó nói là tổ chức phản cách mạng. Thầy có làm gì không? Hả? Thầy có làm gì không? Không. Tại họ nghi họ bắt thôi, họ kiếm chuyện họ bắt. Chứ tôi cũng không có làm gì. Bởi vì đối với tôi, khi mà nghiên cứu tôi biết rằng khi mà cái người Cộng sản nắm chính quyền trong trường hợp này thì ở tại trong nước không có cái thể nào có cái tổ chức nào mà có thể lật đổ họ được. Do đó mà thật sự là tôi cũng khuyên những người học trò của tôi đó, hãy bình tĩnh, sáng suốt. Và theo tôi đó thì những cái phong trào, những cái tổ chức chống lại đó, đối với Cộng sản như thế đó là khó mà thành công, phải cẩn thận lắm. Thì cái chỉ có cái lời khuyên vậy thôi, rồi họ bắt những người mà tôi khuyên đó. Họ nói cái là những người đó khai, nó có gặp tôi vậy là họ bắt liền. Thế thầy là ngoài thầy, trong gia đình thầy còn ai bị bắt không? Cái đó là cái đợt đầu tôi bị 1.5 năm. Rồi họ thả ra. Họ thả ra vô điều kiện, họ thả ra Miss thả ra rồi tới năm 1983, đầu năm 1983 đó. Tức là sau gần 5 năm gì đó thì họ, chúng tôi chỉ cầu nguyện cúng kiến, cầu nguyện cho đất nước thôi. Thì họ vào bắt chúng tôi, vợ chồng chúng tôi, vợ tôi là cũng là một cái cô giáo dạy Việt Hán ở trường trung học Công lập Tây Ninh, thì bắt hết hai vợ chồng. Lúc đó thì con tôi ở nhà có 7 đứa con lưu chiều lít tích, đứa lớn nhất là 18 tuổi, đứa nhỏ nhất là 5 tuổi. Chúng nó không có, lúc đó thì bởi vì gia đình sau cái đợt từ 75 cho tới 83 đó, rồi lo cho 3 đứa con đi vượt biên, cái gì hết, chỉ còn có 2 chỉ vàng. Rồi khi mà nó bắt cả hai vợ chồng tôi cộng đưa ra khám đường Tây Ninh, thì cho tụi nó biết ở nhà nó còn có 2 chỉ vàng đó, rồi cộng với ra vô cái đồ lặt vặt gì đó thì khuyên tụi nó mà cứ việc bán để sẽ đỡ đi. Thì trong lúc mà ở tù đó, thì lần sau này nó rất là căng. Lúc đó họ cũng vẫn là muốn cho
dẹp dẹp cái cao đài, cao đài Tây Ninh. Họ cũng vẫn còn cái ý đó, cho nên khi mà họ bác nó, họ riêng tôi đó thì họ nhốt trong cái xà lim, cái cát xô đó, cát xô một bè vậy đó là hai thứ, tức là cái phòng nhỏ đó, cạnh với hai cái phòng cũng y như vậy, mà nó nhốt hai cái phòng kia, nó nhốt mười chú đã kết án tử hình. Nó rộng ở đó để chờ xử quyết. Người đó là thuộc đạo Cao Đài hả? Cao đạo Cao Đài cũng có, mà người dân ở ngoài cũng có, mà phần lớn là cái tội hình sự. Tôi ở cái phòng kế bên, nó nhốt tôi ở phòng kế bên 23 tháng. Thì khi mà chuyển tôi qua cái phòng lớn sau này đó, thì trong cái thời gian 23 tháng đó, gần như là nằm ở đó và liên hệ với các cháu ở hai cái phòng kế bên tội nghiệp đó. Lúc đó thì từ từ họ hàng khuya đó, thường cái là họ kéo ra họ bắn, xử bắn hết đứa này tới đứa kia, mà những cái cảnh mà rất là mình rất là khổ tâm, là chúng nó thì nó ở tù từ cái án tử hình rồi thì nó không, nó không có tuân hành kỷ luật mấy, nó giỡn nó này kia đủ thứ đó. Nhưng mà tới cái bữa nào đó mà nó xuống đó, cỡ khoảng 5-6 giờ khuya nó xuống, nó mở cửa đó, mở cửa sắt đó, thì là bên này tôi nghe bên nó im phăng phắc hết, rồi nghe cái tiếng thở của bên kia, thở bên kia nó hầu hộp đó, hầu hộp thở tới chừng mà nó kêu cái tên nào ra rồi đó, thì cái là nó thở cái ào đó, nó thì nó đưa nó kéo lên cái chỗ mà gọi là ngã ba sọ đó. Thì nó tử hình, nó bắn thì cho đến rồi đến mà tôi đổi đi buồng khác đó, thì nó bắn hết 9 người, còn có một người cũng chờ đợi hành quyết. Thì khi mà tôi ở tù trong cái giai đoạn đó thì nó cũng có cái dự kiến là muốn dẹp cái ảnh hưởng của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đó. Thì họ cũng tính là xử nặng, nghĩa là có thể nói là trong cái nhóm chúng tôi đó, họ có thể xử tử hình một vài người, một số người. Nhưng mà may mắn như tôi nói lại, may mắn là nó kề cận cái năm 1986 đó, tức là năm cuối năm 85 là họ nghiên cứu rồi, do đó mà họ thả nổi hơn nữa đó, thì không ai biết cái chuyện tôi ở tù bằng họ đó, vì tôi không có lỗi lầm, kể cả cái lỗi lầm đối với cái luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cũng không có tội, tại vì họ gán thôi, họ gán tội cho mình, họ bắt mình, họ xử mình, mặc dù cái giai đoạn đó đã cởi mở rồi, nhưng mà cái luật lệ này kia nọ thì như bây giờ mình cũng đã biết rồi, nó cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên là càng ngày nó thật sự càng ngày nó càng đỡ hơn, vì cái hoạt động của quốc tế về nhân quyền này kia nọ cũng khá mạnh, thành ra họ cũng làm vừa phải thôi. Thưa thầy, thì trong khi đó thì 7 người con của thầy ở nhà đó, chị, thầy sau đó thì có được nghe là chuyện gì xảy ra cho các em không? Chúng nó cố gắng tự túc trong cái khó khăn, có thể bữa đói bữa no, có mấy hai cái chú, hai ba cái thằng con trai đó thì nó bỏ học lớp 5, lớp 6, nó bỏ học, nó
đi leo dừa mướn, bẻ cái dừa mướn, rồi nữa thì đi bán nước đá nữa làm gì cái nọ để mà sống lây lắt qua ngày vậy đó. Cũng may là trong 3 năm thì tôi về, bà xã tôi về trước, 2 năm mấy về trước, rồi ổn định gia đình lần lần. Rồi tới cuối năm 85 đó, thì họ dự định, cũng dự định đưa vợ chồng tôi ra tòa. Nhưng mà rồi không biết họ nghĩ như thế nào đó, thì tới cuối cùng miễn tố luôn. Thưa thầy thì sống với nhiều thời đại đến như vậy thì thầy đi qua bên này đó thì trong cái hoàn cảnh nào thì có thể cho biết không? Thì qua đây khi thằng con lớn nó cũng ở Texas, nó tốt nghiệp cái kỹ sư điện thì nó mới bảo lãnh. Nó bảo lãnh gia đình đó, nó bảo lãnh năm 91 nó bắt đầu làm đơn bảo lãnh, mà tới giờ này chúng tôi cũng không biết sao nữa. Qua năm 92 thì nó cho đi. Nên gấp rút trường hợp như là con mà bảo lãnh cha mẹ đó phải từ lúc đó là từ năm 6 năm, mà sao nó cho chúng tôi đi đi cho khuất mắt hay sao không biết, đi liền sau năm tới năm 92 trong vòng một năm đi thì qua bên đây đó thì cái thằng con thì nó cũng mới có việc làm, thành ra cũng nó cũng sống chung với tụi nó một thời gian ngắn. Rồi tụi tôi cũng năm rưỡi, trong năm rưỡi đó chúng tôi đi học văn ESL khi nọ ở Brownsville, rồi sau năm rưỡi đó chúng tôi mới dời về đây ở đây tới bây giờ. Thì con cái mấy đứa mà cùng đi đợt đó thì nó bắt đầu giờ học giờ làm, thì trong vòng 4 năm đó bốn đứa nó có kỹ sư điện tử như nọ, rồi nó ra nó làm. Còn ở bển mấy đứa hai ba gia đình nó có vợ có gia đình đó, cũng như là nó, có đứa nó không chịu đi lượt thì nó kẹt bển, nhưng mà cũng may mắn làm sao đó thì cuối cùng nó cũng cho đi hết. Đi thì hiện bây giờ đó thì 10 đứa ở đây hết, 9 đứa ở thành phố Houston, còn đứa ở Oregon. Thưa thầy thì ông Hồ Chí Minh chống Pháp, ông nói ông sẽ đem lại độc lập và tự do nó ấm cho người dân miền Nam, thì chắc chắn đó là cái lời hứa đó là cho cả ông và cả gia đình ông. Thì ông có nghĩ rằng ông Hồ Chí Minh có thực hiện cái điều đó không? Ông Hồ Chí Minh theo ông thì ông là người như thế nào? Tôi thì không hiểu được nhiều, nhưng mà tôi nhận thấy đó thì họ đấu tranh đó, trong cái giai đoạn đầu đó thì cũng muốn giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi cái đô hộ của Pháp, nhưng mà rồi khi mà họ bắt tay với cái hệ của cộng sản quốc tế đó, thì họ nói chung Hồ Chí Minh cũng như là các vị khác là họ đi theo cái hệ đó và áp dụng một cách cứng rắn, một cách sát sao cái tổ chức cộng sản quốc tế, do đó mà không có hợp với cái phong tục tập quán của Việt Nam. Mà nếu họ giữ cái kiểu đó thì suốt cái thời kháng chiến đó thì tôi nghĩ rằng họ không thành công, mà họ núp dưới cái kiểu cách khác phù hợp hơn, họ uyển chuyển đó. Tức là ý tôi muốn nói là họ phải mượn cái mặt trận giải phóng miền Nam. Phần lớn cái mặt trận giải phóng miền Nam đó tôi thấy là nhiều người yêu nước, nhiều người nhà trí thức yêu nước, nhưng mà cũng làm theo
rồi đấu tranh, rồi đến đến chừng thành công thì cái thành phần của mặt trận giải phóng miền Nam thì đương nhiên cũng phải bị giải thể thôi, hoàn toàn giải thể thôi. Rồi họ trong vòng 10 năm đó giải thể để rồi họ áp dụng cái chính sách, cái sách lược của cộng sản quốc tế. Trong 10 năm đó họ thấy rằng không thành công thì họ mới bây giờ chuyển gần gần, thì kể cả Tàu hay là Bắc Hàn hay là Cuba thì nó cũng vậy thôi. Thì về sau này thì tôi nghĩ rằng họ chỉ lấy cái chiêu bài đó để mà bảo vệ cái chính quyền thôi, chứ còn họ thật sự họ không còn cộng sản như là hồi trước nữa, khác xa. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Trong cái tinh thần đó thì ông nghĩ rằng ở Việt Nam hiện bây giờ đạo Hòa Hạo, đạo Cao Đài của mình đã có tự do tôn giáo chưa? Không, về Cao Đài với Hòa Hảo cũng như là các tôn giáo khác cũng vậy thôi, là họ phải để bảo vệ cái chính quyền của họ đó, họ phải kiềm kẹp rất là sát, nhất là họ ngại nhất là các tôn giáo. Họ không ngại về thành phần chính trị, họ không ngại về cái vấn đề quân sự, mà họ ngại về tôn giáo, mà không chừng đặc biệt họ ngại cái Phật giáo với Thiên Chúa giáo nhiều hơn. Cao Đại Hòa Hảo thì là tôn giáo mới sáng lập trong vòng chưa đầy 100 năm thì họ kiềm chế dễ dàng. Còn đối với Phật giáo, Công giáo và Tin Lành đó là nó có cái hệ quốc tế thì cũng khó khăn mà đàn áp, nhưng mà họ quan tâm nhiều lắm. Thưa thầy, thì đạo mình cũng chưa đầy 100 năm, nhưng mà cái số tín hữu hiện thời bây giờ trong nước Việt Nam là bao nhiêu, mà ngoài là bao nhiêu theo cái sự ước tính của thầy? Tôi không có tài liệu đó, nhưng mà cái hồi mà trước 75 á thì Cao Đài đi cái tòa thánh Tây Ninh á thì cỡ khoảng 3-4 triệu, là 3-4 triệu. Mà trải đều ở nước Việt Nam hay là chỉ một vùng nào đó? Thường là ở miền Nam thì nhiều, rồi kế đó miền Trung, miền Bắc thì rất là ít. Nhưng mà bây giờ nó có một cái rất đặc biệt, đó là khi là cái đạo Cao Đài ở tòa thánh Tây Ninh đó, các cái cơ sở đạo khắp nơi đó đang phát triển mạnh, cũng như là ở hải ngoại. Mặc dù là nhất là ở hải ngoại cái số tín đồ các nơi đó thì cũng giống như đây rất là ít, nhưng mà họ có cái niềm tin, họ có cái đức tin vững vàng, họ có cái quyết chí hy sinh đó, thì họ thành lập những cái cơ sở đạo ở hải ngoại này rất là cũng tương đối là thành công quy mô. Cuối cùng thì thưa thầy, đây là những là cái bài học để cho hậu thế và những người ngoại quốc biết được cái sự thật của lịch sử, đặc biệt là lịch sử của đạo Cao Đài của mình như thế nào. Và thầy có những điều gì muốn chia sẻ không? Đây là câu hỏi cuối cùng, mà muốn nhờ thầy muốn nói cái gì thì thầy có thể nói vào lúc này. Thì đối với cái tôn giáo đó, nhà cái tinh thần của Cao Đài đó, thì chỉ xử sự việc đời cũng như việc đạo là lấy cái tình thương làm căn bản, không được thù hận, dù phải chịu hy sinh cũng không được thù hận. Và dĩ nhiên mới nhìn thấy cái đó tưởng là tiêu cực, nhưng mà sự thật ra ở bên trong nó có cái tích cực là hướng mạnh về cái tình thương qua cái giáo dục, qua cái biểu lộ ở trong cái cuộc sống của mình để làm gương. Những cái người mà trong đạo Cao Đài mà nắm vững cái thiên ý đó, tức là cái ý của trời, mà khi mà khai mở cái nền đạo đó
thì là rất là vững vàng, đức tin rất vững vàng và vững vàng trong cái cuộc sống, trong cái sự ứng phó về mặt hành đạo để làm cái trách nhiệm, để làm cái nhiệm vụ của mình, mà cũng không phải không dám đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho hòa bình, cho phù hợp với cái giai đoạn toàn cầu hóa mà Thượng Đế đã dạy cho chúng tôi, đó là cái thời kỳ này là thời kỳ càn khôn nhĩ tận thức, tức là cái sự tương quan giữa con người cũng trên khắp trái đất này cũng như trong các cái hành tinh khác trong tương lai sẽ là có nối kết với nhau, coi như là anh em ruột thịt, mà gọi đó là đại đồng. Mà cái đại đồng đó nó bắt nguồn từ cái lịch sử của dân tộc Việt Nam, qua những cái bài học mà hồi thời chúng tôi gọi là tiền sử đó. Ví dụ như những chuyện mà lọc lừa qua biết bao nhiêu bao nhiêu ngàn năm, thì còn lại những cái ví dụ như bây giờ rồng tiên, hay là một bọc sanh ra 100 trứng nở ra 100 con vân vân. Thật ra thì người ta nghĩ rằng cái đó coi như là đặt ra thôi, một cách vô lý, một cách không có phù hợp với khoa học. Nhưng mà khi mà chúng tôi nghiên cứu về cái vấn đề đó thì chúng tôi thấy rất là hay. Một bọc đó là tượng trưng cho cái thái cực, sinh ra 100 con, 50 theo mẹ lên núi, 50 theo cha xuống biển. Thì cái đó nó diễn đạt được cái vật lý từ ngày xưa, mà cái vật lý rất là quan trọng. Thái cực sinh ra lưỡng nghi, tức là cái lưỡng nghi là âm dương đó, rồi phát sinh ra lần lần ra cả không vũ trụ, cái vật lý nó vậy đó. Thì cái dân tộc Việt Nam của mình từ ngày xưa tổ tiên mình biết cái đó và áp dụng cái đó trong cuộc sống, cũng như cùng nhau một bọc thì có cái ý nghĩa đó. Cái ý nghĩa mà bây giờ mình còn tồn tại, ông cha truyền lại cho mình là cái coi như là đồng bào đó, đồng bào là cùng ruột thịt với nhau đó, tức là coi như là toàn thể nhân loại cũng như là các cái sinh vật đó đều từ trong một bọc ra, từ trong một bọc ra. Mở rộng ra đó là coi như là anh em nhau, huynh đệ đó gọi là đại đồng. Đại đồng nghĩa là giống nhau, nghĩa là từ một nguồn để mà phát xuất ra. Thì cái triết lý đó ở đây thì không có thời giờ để nói hết mấy cái đó, nhưng mà cái nền tôn giáo cao đại đó do các đấng mở ra, và các đấng nương theo cái quyền sử của cái dân tộc Việt Nam của mình, mà bên cao đại gọi cái đó là quốc đạo đó, tức là cái đạo thờ cúng tổ tiên. Ví dụ như người xưa, ví dụ gia đình nông dân đi, gia đình nông dân thì có cái bàn thờ ông bà chứ, rồi dỗ cúng dỗ tổ tiên này kia nọ. Thì ông bà tổ tiên mà dân tộc Việt Nam nó coi cái người chết, coi trọng cái người chết đó. Ông bà cha mẹ mình qua đời đó, cảm giác như là người còn sống. Cho nên mỗi khi có tâm sự, có buồn phiền ở đây này, khi cúng cầu nguyện được đó, thì bây giờ đó mình tưởng tượng cái ông bà mà cao nhất của mình, cái người sinh ra, ví dụ như ông nội mình sinh ra, cha mình sinh ra mình, rồi trên ông nội nữa, rồi trên ông cố, ông sơ, ông này kia nọ nữa, giờ trên cao hơn hết là ai? Đó là đi đến cái khái niệm, đi đến cái quan niệm là Thượng Đế. Là Thượng Đế là Đức Chí Tôn, hay là Đấng Thượng Đế, hay là God, hay là bên Công giáo thì gọi là Đức Chúa Trời, cũng có ông thôi ha. Đức cao đại coi là Đức Chúa Trời cũng là Thượng Đế đó. Thì tất cả cái khái niệm đó
Cho nên cái đạo, cái gốc của cái đạo Cao Đài, cái gốc của đạo Cao Đài đó là cái gốc cái đạo thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ông bà của dân tộc Việt Nam có từ ngày xưa. Thế thầy ước mơ cuối cùng của thầy là? Cũng như tất cả quý vị là cái ước mơ đó là cái Việt Nam đó, mà chắc chắn sẽ đến, là Việt Nam đó lần lần đó rút kinh nghiệm, và do cái hoàn cảnh thế giới cũng như cái sự trưởng thành tiến bộ của nhân loại đó, thì bắt buộc họ muốn tồn tại đó thì họ phải thay đổi cho phù hợp với cái sự tiến hóa của các cái xã hội ngày nay trên trái đất này. Mà nếu họ không làm vậy thì họ cũng phải bị mất đi, không cách nào giữ được hết. Bởi vì cái điều đó là rất quan trọng, mà họ thì họ có kinh nghiệm nhiều rồi, cho nên mình sẽ thấy đó là từ bao nhiêu năm nay đó họ nương theo mặt mặt họ giữ cái quyền hạn của họ, nhưng mà một mặt đó họ cũng vẫn là hướng chịu theo, càng ngày càng nhả ra bớt. Thì tới một cái lúc nào đó thì tất cả đều là phải sống trong một cái thời đại mà cái tinh thần tự do dân chủ phải được thực hiện. Hiện bây giờ bên Cao Đài có ai đang bị cầm tù hay đang bị khó khăn gì về với chính quyền không? Lúc này thì chắc hết rồi. Lúc này hết rồi. Có một số chết rồi, một số được thải ra rồi. Mấy người thải ra nó thường cũng chết rồi, chết nhiều lắm rồi. Cái lớp trước tôi chút đó, hoặc là cùng đó, thì cũng khoảng 80 tuổi trở lên rồi. Thì họ cũng chết hầu hết, thì cái lớp sau tới thôi. Nhưng mà tôi hy vọng là chắc chắn là trong tương lai cái chế độ ở Việt Nam cũng phải hòa mình vào cái sự tiến hóa của nhân loại sớm muộn thôi. Dạ, thưa thầy, xin chân thành cảm ơn thầy đã bỏ thời giờ và đã chia sẻ rất nhiều và giải thích về đạo cũng như là những cái thăng trầm của đạo cũng như là người dân đạo hữu cùng với đất nước Việt Nam trong những năm tháng coi như là rất là thăng trầm vừa qua. Xin chân thành cảm ơn thầy. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đó để dành cái thời giờ để giống như là mình tâm tình với nhau trong các cái giai đoạn lịch sử đã qua. Riêng tôi thì tôi hiểu sao tôi nói vậy, có thể là có những cái chủ quan của mình, thì mong rằng có gì sơ suất thì coi như là cái đó cũng tự nhiên thôi. Thầy nói với bác. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chào.